nguồn gốc tài bơi lặn của danh tướng Ít Kiêu. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có rất nhiều thuộc tướng hết mực trung thành và tài giỏi, góp công sức to lớn vào chiến thắng của Đại Việt, trong đó phải kể tới danh tướng Ít Kiêu, thuộc tướng trung thành của Hưng Đạo Vương. Năm 1285, quân Nguyên Mông huy động 50 vạn đại quân lần thứ hai tiến đánh Đại Việt từ phía Bắc. Trước thế giặc mạnh, Hưng Đạo Vương chỉ huy các cánh quân vừa đánh vừa rút để tiêu hao địch và bảo toàn lực lượng. Các cánh quân được chia ra và cùng rút về giữ Vạn Kiếp. Lúc này, Thoát Hoan thấy quân Đại Việt chỉ còn một ít thì thúc quân chi kích. Trước thế quân Nguyên rất mạnh, các hiệu quân Đại Việt bị mất liên lạc với nhau, mạnh ai nấy rút hết về Vạn Kiếp. Người rút đi sau cùng chính là Hưng Đạo Vương, cánh quân của ông bị kẹt tại Nội Bàng. Dù tình thế cấp bách, nhưng thuộc tướng Giã Tượng vẫn theo sát bên cạnh Hưng Đạo Vương. Bấy giờ, Hưng Đạo Vương nghĩ rằng các cánh quân của mình đã rút hết rồi, ra bến thuyền chắc chẳng còn chiếc thuyền nào, nên nói với Giã Tượng đi theo đường núi mà rút đi. Nhưng Giã Tượng lại nói rằng, Ít Kiêu chưa thấy Đại Vương thì nhất định không rời thuyền. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Hưng Đạo Vương ra bãi Tân thì quả nhiên chỉ còn một chiếc thuyền duy nhất của Ít Kiêu đã chờ sẵn. Hưng Đạo Vương mừng rỡ mà nói rằng, chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở 6 trúc cánh, nếu không có 6 chiếc trúc cánh ấy thì cũng chim thường thôi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Hồng hộc là một loài chim rất giỏi bay, tục gọi là ngỗng trời, thường được dùng để chỉ người có chí lớn. Là thuộc tướng trung thành của Hưng Đạo Vương, Ít Kiêu có tài bơi lặn, nhập thủy như phúc bình địa hỷ, đức bơi dưới nước như đi trên đất bằng. Nhờ có tài bơi lội này mà ông lập nhiều chiến công, đặc biệt là lặn dưới nước rồi đục thuyền, nhiều giai thoại của ông vẫn được lưu truyền đến nay. Ít Kiêu bơi lặn giỏi là nhờ nuốt lông trâu. Ngày nay, nhiều người thích nhân vật Ít Kiêu đều biết đến chuyện Ít Kiêu nuốt lông trâu. Ngay cả một số tài liệu lịch sử cũng ghi chép chi tiết này, nhưng đấy chỉ là thêu dệt trong dân gian. Thực tế, việc Ít Kiêu bơi lặn giỏi là một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Trước tiên chúng ta nói về truyền thuyết này. Sách Hải Xương Phong Vật Chí ghi chép sau. Ít Kiêu có sức khỏe, gặp lúc hai con trâu húc nhau trên bãi biển, ông dùng cái đầm đất mà đánh chúng chạy xuống biển. Khi nhìn lại thấy có mấy cái lông trâu dính vào cái đầm, ông cho là vật thiêng, bèn nuốt chửng, từ đấy lội xuống nước cũng như dễ dàng đi trên đất bằng. Lại có chuyện tương tự kể rằng, một hôm thấy có hai con trâu trắng húc nhau trên bãi cát, ông dùng đòn đánh phang, hai con trâu chạy xuống dưới nước rồi biến mất. Ông mới biết rằng hai con trâu này là trâu thần, sở lại đòn gánh thì còn dính vài cọng lông, ông bèn nuốt lấy, từ đó mà bơi lặn cực giỏi. Ông lội nước hàng ngày mấy dặm như đi trên đất và thường lặn lội bắt cá, mò trai cả ngày dưới nước. Tuy nhiên, thực tế Ít Kiêu đã được một người phụ nữ truyền thụ bí quyết bơi lội. Bà chúa bơi truyền thụ bí quyết. Tại làng Kiến Xá ở xứ Sơn Nam xưa, nay thuộc xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, có một gia đình truyền thống làm nghề đánh cá từ nhiều đời, sau này sinh được một người con gái bơi lội rất giỏi. Không ai biết tài bơi của bà có từ đâu, chỉ biết rằng người phụ nữ này có thể ở dưới nước cả ngày, lặn xuống sông hàng giờ, khiến nhiều người khâm phục. Không ít người có biệt tài bơi lội đã thử sức với người phụ nữ này nhưng đều lắc đầu chịu thua. Ai nấy cũng phải nể phục. Từ đó người ta gọi người phụ nữ này là bà chúa bơi. Ví kính trọng bà nên người dân đều gọi bà là bà chúa bơi. Dần dần không còn ai nhớ tên người phụ nữ này là gì nữa. Thuở còn hàn vi, Ít Kiêu thường kiếm sống bằng nghề sông nước. Nay đây mai đó ở bến sông Cửa Bể, thấy cậu bé Ít Kiêu nhỏ tuổi mà chịu khó, lại dáng vẻ thông minh nhanh nhẹn, bà chúa bơi liền nhận làm con nuôi, truyền thụ cho cậu bí quyết bơi lội. Nhờ đó mà tài bơi lội của Ít Kiêu càng ngày càng hoàn thiện và nổi tiếng lịch sử nhờ chiến tích đục thuyền quân Nguyên Mông. Khi quân Nguyên đánh tiến Đại Việt,
Ít Kiêu về làng Kiến Xá mời mẹ nuôi tham gia đánh quân Nguyên và bà đã nhận lời. Không may trong một trận ác chiến, bà Chúa Bê bị tử trận, xác bà trôi theo dòng sông Nhị Hà, tức sông Hồng ngày nay. Rồi về đến làng Kiến Xá, nơi quê nhà thì bị dạt vào bờ. Dân làng đã vớt bà lên và làm lễ chôn cất chu đáo, xây mộ và lập miếu thờ. Từ đó, hàng năm, cứ đến ngày 24 tháng 8 âm lịch, người dân làng Kiến Xá lại mở hội, tổ chức tục bơi trải và kể về những câu chuyện để tưởng nhớ đến bà Chúa Bơi. Sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông, triều đình ban thưởng cho các tiến sĩ có công. Ít Kiêu đã tâu về công lao của bà Chúa Bơi, nhà vua liền cho sửa miếu thờ ở làng Kiến Xá và trở thành đền thờ to lớn, đồng thời sắc phong cho bà Chúa Bơi là Tuệ Thông Trang Tĩnh Huyền Thiên Công Chúa Đại Vương.